Những câu chuyện về đức tính tốt. Câu chuyện tiếp theo. Chiếc kèn biết kêu gào. Thỏ con đang xách chiếc giỏ trên đường trở về nhà. Bỗng nhiên, một con sói xám giơ móng vuốt sắc nhọn chạy đến định vồ thỏ con. Khỉ con trên cây nhìn thấy, trong lòng thầm nhủ, chết rồi, nguy hiểm quá. Gào! Tiếng hổ gầm lên, sói xám nghe thấy rất sợ hãi. Thỏ con cũng nghe thấy, cứ nghĩ là hổ đang đến, cảm thấy rất sợ. Vút! Sói xám nhanh chóng bỏ chạy, thoát thân. Thỏ con ơi đừng sợ, khỉ cầm chiếc kèn về phía trước, về phía thỏ. Gào, gào, khỉ con bấm nút, chiếc loa lại phát ra tiếng hổ gầm. Được sự giúp đỡ của khỉ con, thỏ con đã thoát nạn bình an trở về nhà. Qua câu chuyện này, các bé rút ra được đức tính gì nhỉ? Đó là biết giúp đỡ bạn bè một cách thông minh, nhạy bén. Cảm ơn các bé đã lắng nghe câu chuyện. Mời các bé đăng ký subscribe kênh Kids Movie để theo dõi thật nhiều câu chuyện tiếp theo nhé.